Hello cả nhà. Kính chúc cả nhà có một ngày thật là nhiều niềm vui này, nhiều sức khỏe này, thời tiết mát mẻ và một ngày làm việc thuận lợi. Hôm nay thì em gửi đến mọi người một bộ combo phối ghép rất là hoàn hảo cho cái việc trải nghiệm âm thanh gia đình, đặc biệt là chơi các cái dòng nhạc trữ tình này, rồi thì nhạc trẻ này, thậm chí là các cái dòng nhạc mạnh hay là nhạc cụ nó cũng đều thể hiện tốt. Đây là cặp loa của hãng Aurex Toshiba, mã hiệu là LS50, một trong những con khủng long của hãng. Được trang bị cái cấu hình nó vô cùng là kỹ lưỡng, một bát 32 cm, củ to vật vã, xương nhôm đúc, một loa mid 2 dòng plastic màng xoắn rất là độc đáo và dị biệt. Con này củ cũng rất là gấu nhé. Và một cặp chép còi hỏa tiễn. Đây là một trong những cặp chép hay nhất của Nhật Bản, thì chưa nói đến là vấn đề là của dòng Toshiba đâu. Cái cặp chép này thì nó do Foxtec sản xuất và nó có cái giải âm giải cao khá là tốt. Chúng ta có thể là sử dụng cái giải âm giải cao lên tới tối đa là 45 kHz, còn như ở đây thì nhà sản xuất người ta giữ ở cái mức 25 kHz để cho cái giải âm nó tròn trịa. Phối ghép với nó là một chiếc âm ly cũng là khủng long của hãng Pioneer. Đây là chiếc âm ly rất là đẹp và hoài cổ, rất cổ, cổ lắm mọi người ơi. Nó cũng khoảng 50 tuổi đầu rồi. Đây là chiếc âm ly mã hiệu là SX100DA, công suất 175W. Và nó sử dụng 4 sò sắc lớn. Đây là dòng xuất âm tụ và nó có tích hợp Resolver. Đây là cái giải đài FM. Con này thì nó có thể nó đánh được các cái dòng bát 40 trở lại. Đấy là với loa cổ. Chứ còn thì bác nào mà hỏi bát 40 loa full thì em xin chịu luôn, bởi vì đây nó không sinh ra để đánh loa full. Và các cái dòng loa sạc nguyên Vega bát 40 nó cũng có thể nó đánh được. Vì trước đây em có một con như thế này rồi, em ghép cho khách rồi. Đó. Con này thì nội thất ngoại thất rất là đẹp. Và cặp loa này cũng vậy luôn. Đẹp kính con. Đây là một trong những cặp loa em lấy từ siêu thị đồ cũ bên Nhật chứ không phải là hàng bãi lô đó, không hề mộc mã bút tát một chút xíu nào luôn, vì là cái đề can này chúng ta hiện nay chúng ta không thể mua được cái dòng đề can này ở thị trường. Màu nó giống giống thôi nhưng nó không phải là cái chất như thế này đó. Đẹp lắm quý vị ạ, à. Đẹp khủng khiếp luôn, từ thùng này, các tuyến loa này cho đến là cả e căng, quý vị thấy không đó, e căng đẹp chưa, đẹp dã man luôn. Con này phải nói là nó độ đẹp tới 95%, chứ nói 100% thì điêu ngoa quá, không chấp nhận được. Nhưng 95% thì là ok. Và sau đây thì mời quý vị lắng nghe ca khúc Biển Tình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một trong những ca khúc đi vào lòng người và để lại dấu ấn rất tốt trong lòng khán giả ở cái thể loại nhạc trữ tình của anh Đàm. Tiếng trầm đã luôn, quá sâu. Quý vị có thể thấy đấy, cái giải cao nghe rất mạnh, rất sáng tiếng. Và tính nữa lời ca sĩ lên đến đâu thì quý vị nghe sẽ thấy nó thấm đến đó. Đầm nghe sóng vỗ từ lớn xa, để mở to một chút nhá. Ngọt tràn theo từng làn gió mưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những gì sao đến chẳng nhô lên cao gắn trên đầu tôi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới, đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu
là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường chẳng ta cùng bước. Xin tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trầm giá. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày gian sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Saxophone được mang lên về quê của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.
Vừa xong thì chúng ta vừa mới nghe một bản saxophone rất là tuyệt vời của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Và tiếp theo thì em mở một cái dòng nhạc rất là phổ thông, rất là nhiều người thích nghe cái dòng nhạc này. Đó là một liên khúc rumba, bài hát Trả Lại Em Con Đường. Trả lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao. Trả lại em con đường im bóng mát của ngày nào. Trả lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay. Những đêm chủ nhật nghe phố phường khô gót giày. Trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao. Trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao. Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau. Đêm nay trở thành xa cách rồi con đâu. Người đã xa đi không thấy về. Để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai. Người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong. Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đông chiều. Dẫu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quay. Tiếp theo em mời quý vị lắng nghe một bản remix phiêu linh luôn, bắt và tụt quần luôn.
quá đủ để chúng ta có thể nhận biết được chất âm của cặp loa này cũng như là của bộ combo phối ghép như thế này. Và quý vị nào mà có nhu cầu mua sắm các cái đồ liên quan đến âm thanh gia đình cũng như là âm thanh sân khấu hay là các cái linh kiện dành cho loa hay là cho các cái thiết bị về âm thanh karaoke thì có thể vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0984511460 hoặc kết bạn Zalo với em để xem chi tiết nhiều mặt hàng hơn, bởi vì không phải cái gì chúng ta cũng có thể đăng trên video trên YouTube được quý vị nhé. Chúc quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.